Này tiếp tục ra cái bãi này chiến tiếp nó coi, cũng lâu rồi cũng đáo lại. Cũng có mấy bãi tới lui xuôi ngược à. Đây, giờ này nước cũng rồng rồi. Bãi mé lục bình dày đặc, cỏ quá cỏ. Đây. Mới dọn móc lại cái lỗ đó, trong trong đó. Giờ này cũng nắng quá nắng. Nước sông cái màu rồng lắm, lớn cũng mau mà rồng cũng mau nữa. Đó. Thôi để mình trộn mớ mồi coi, mình thả thính đây. Đây, cũng vẫn là mồi câu FC, mình có số điện thoại nè, 077 818 6869. Hồi tối qua không biết thấy không nữa. Mồi này mình cũng có bán nữa. 2 kg 85, 3 kg 120, 4 kg 160, 5 kg 200. Tất cả đều bao ship hết. Một chiếc nước sông trộn thôi, không có gì hết. Đơn giản. Vừa thả thính vừa câu luôn. Biết đây có cá mắm gì không đây nữa. Cái này sao tháng này câu không có cá có gì chứ. Đó, thả với ít cục cây cho cá ăn no luôn. Rồi xong, con này mình nhồi dẻo lại coi, mình hút bị thuốc thuốc rồi đợi hồi cá lại mình xuống cần. Lúc hả mày? Thôi, tôi bự lớn nè. Nó là giật lúc rồi. Thả. Mất tiêu rồi, lộn mất tiêu rồi, hay vậy. Ôi, đây, được con cá chim to to. Hay vậy ta. À, để xuống là dứt liền hả? Trực hờ đâu sẵn dưới hai vị mại. Nó. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ôi trời. Con này con bé rồi, thả quá. Chạy đâu cho thoát. Chim. Nó để xuống ha, ghế giật giật ha. Giật giật nữa nè. Trời ơi, có chút ép đây. Vô ổ rồi. Thả đi. Lúc
lôi 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 rồi rồi đó, vô lô rồi, lứa 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 vậy nè. Đây ăn nuốt rồi, thôi để gỡ coi. Giật khiếu liền ha, hay ha. Nhấp nhấp hả mày, cực cỡ vậy đó, giật là mỏi tay luôn á. Miết nữa nè, trời cái chút ép rồi, thằng lúc lúc xuống à. Thả nhấp hoài vậy nhá, lãng lãng ha. Trời ơi hay hả, rồi lớn rồi mà lòi lúc luôn. Rồi thả
Lẽ thứ này nó bao sân luôn rồi, có mình nên nó không à, không có gì khác nữa hết á. Mua bãi luôn rồi. Mày cái này à. Nhấp nhấp giật giật ra em. Giật 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 ra coi đây. Được em cá to. Giật chị em tiếp tục lại là cách trem. Giật nè, giật. Bữa nay là vô cái thứ này nữa rồi.
Không có con gì khác hết, chỉ là cái thứ này không thôi. Được con cái là giật đã tay. Bà chim nó nữa nè. Ngồi lớn đây mà nặng dữ đấy. Ôi rồi, con cá gì đây, cái ghê vậy. Nhìn đây con cá gì ghẻ chóc còn lông chân nè. Thôi thả được. Đó, ghê quá. Hết biết không? Coi là ghẻ nè. Mà nó trắng tư mà nó ghẻ có phi gì mà kỳ á. Thôi thả đi. Lôi giật hả mày? Đây, nay thành quả được nhiêu đây? Cũng vẫn là cá chim không, nguyên một ổ luôn. Rồi giật đã tay luôn á. Đó. Còn cái này cũng trọng trọng hơn một khi một chút. Đó. Quá, được con cá rồi, dạng phủ phê. Lúc này ở đây toàn là thứ này không à, không có gì khác nó hết, toàn là cái chim, không có gì đấu với nó được hết trơn. Cô khi cũng không thấy cái cha cũng không tiêu, toàn là cái chim không, cái rảnh mì dinh cũng đâu đi đâu hết rồi. Nhiều đây là gì cũng làm khô mớ rồi, thôi mình cũng kết thúc cái video này luôn.